xin bác cho biết suy nghĩ của mình khi thấy nhà báo Takano bị dính lại Trung Quốc và cảm xúc của đợt bao như thế nào? Lúc đó, tôi ở cách vị trí anh Takano bị bắn 100m, nên không tận mắt chứng kiến sự hy sinh của anh ấy. Sau này, khi hay tin, tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Thưa ông, làn sóng phản đối của nhân dân quốc tế nói chung và các nhà báo nói riêng thì như thế nào so với sự ra đi của nhà báo Takano? Thời điểm đó, hầu hết phóng viên nước ngoài không trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường mà khai thác thông tin từ Mỹ và Trung Quốc. Riêng chỉ có mình anh Takano là nhà báo quốc tế hiếm hoi tới ghi nhận tại đây. Vì vậy, những thông tin anh đem lại vô cùng quý giá. Sự ra đi của anh đã để lại tiếc nuối cho nhiều người. Điều gì trong chiến tranh nhưng đều khiến ông ấn tượng với con người Việt Nam? Tôi ấn tượng với tinh thần quả cảm và lạc quan của người Việt Nam. Khi chiến tranh, không chỉ người lính mà dân thường cũng dũng cảm cầm súng đứng lên để bảo vệ tổ quốc.